Kính thưa quý vị, đến với buổi giao lưu ngày hôm nay, mời tất cả chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để cùng thưởng thức tiết mục trên nền nhạc Chào Em Cô Gái Lam Hồng do các chị đến từ câu lạc bộ đơn vị xã Thanh Thủy thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.